Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Anh Dũng Vision. Hôm nay là thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023, thì là ngày đầu tuần. Cũng xin chúc tất cả các bạn của Anh Dũng Vision có một cái sức khỏe dồi dào, đủ sức để mà theo dõi cái chiến sự này, có khả năng cũng kéo dài hơi lâu, và có một cái tuần có thể nói là vui vẻ. Trước hết thì chúng tôi cũng đi vào một số cái cũng hôm nay cũng khá nhiều tin, cho nên là tôi sẽ đi vắn tắt chứ tôi không có đi sâu, khoét sâu vào một cái vấn đề như là của Bát Múc như trước đây. Thì chúng ta thấy là thì trước hết là chúng tôi cũng rất là cảm ơn các bạn đã xem và like cũng như là bình luận rất là nhiều, đặc biệt là like đã có cái sự đột phá trong cái vấn đề mà like bài đấy. Thì các bạn xem là cứ nghe tôi nói xong thì các bạn bấm luôn cái like dùm đấy, chứ thì chờ tôi xem hết video rồi mới bấm là nhiều khi quên đấy. Rất là cảm ơn về cái sự ủng hộ này đấy. Thì trong cái kênh của chúng ta thì có một cái người có thể nói tôi nghĩ là lớn tuổi nhất đấy, là 78 tuổi, nhưng mà có thể nói là không biết sao mà comment rất là hay thì không nói rồi, nhưng mà là rất là dài, tức là 78 gần 80 rồi mà đánh trên máy tính, hay là tôi nghĩ là đánh trên điện thoại thôi mà rất là dài, thì có nghĩa là bác rất là tâm huyết. Tuổi thì tuổi anh tôi thôi, đáng tuổi anh tôi thôi, nhưng mà có thể nói là đối với số đông các độc giả của Anh Dũng Vision thì tôi thống kê là nó nằm ở cái tầm tuổi 35, từ 25 đến 45, mà trong đó từ 35 45 là nhiều nhất, sau đó là nhiều thứ nhì, tức là từ 45 đến 55. Nhiều thứ ba là coi như là từ 25 đến 35, và nhiều và gần như là cuối cùng thì là từ 65 cho đến 80. Thì có bác 78 tuổi thì rất là cảm ơn bác, và cũng các bạn trẻ thì cố gắng comment. Bác lớn tuổi như thế mà bác comment dài lắm, các bạn nào tìm đọc là rất là dài. Tôi cũng quên, tôi không ghi lại cái tên của khán thính giả này, nhưng mà sau này là ai mà bình luận hay hoặc là có những cái khác biệt là tôi sẽ nói. Thì bây giờ không biết là bạn nào là bạn mà nhỏ tuổi nhất, thì các bạn có thể ứng viên ra xem là nhỏ tuổi nhất là bao nhiêu nha các bạn nhá. Thì sẽ rất là khích lệ đấy, nếu mà thí dụ như bạn là 25 hay là 23 tuổi gì đấy mà các bạn quan tâm cái này, thì đó là cũng là một cái điều rất là tốt cho bản thân bạn đấy. Thứ nhất là có thêm nhiều kiến thức, cái thứ hai nữa là vì mình giao lưu mà có nhiều kiến thức, cái thứ hai nữa là nó tất cả các cái sự việc xảy ra trên thế giới này ấy, nó đều ảnh hưởng đến cái mình chuyển biến trong con người mình mà mình không biết đấy thôi, chứ nó là rất tốt trong cái sự chuyển biến đó. Thì bạn nào mà cảm thấy mình nhỏ tuổi nhất thì sướng tên lên nhá, bình luận cho mình biết. Thì trong các cái bình luận hoặc là của các bạn ấy, thì hầu hết là tôi đều like lại hết. Có những cái nào hơi đặc biệt thì tôi cứ bình luận phản hồi thôi, chứ còn cái nào tôi cũng bấm like hết, thì cũng có thể sót, bởi vì là cứ ngày này qua ngày kia đấy, là cái video này đến video khác, là nhiều khi tôi cũng không có rà soát hết lại để bấm, thì nếu mà còn sót ai thì cố gắng thông cảm bỏ qua. Thì cái tình hình mà hiện nay là Bát Múc thì chúng ta có thể nói là Artemus cơ. Đấy, nói thì hai cái cũng được, nhưng mà bây giờ nói Bát Múc cho nó dễ thôi, chứ còn Artemus thì sau này nó sẽ vào đi vào lịch sử thôi. Thì như chúng tôi biết là hiện nay cái chỗ này nó cũng có vấn đề đấy chứ các bạn nhá, chứ không phải là xong đâu. Chúng ta bây giờ quay trở lại với Bát Múc, nó có một cái vấn đề, tức là các bạn thấy trước đây là cái Bát Múc nên là nó là như thế này đấy, nó là như thế này đấy các bạn, nhưng mà đến bây giờ chúng ta thấy là nó đã ra như thế này rồi, tức là nó rộng ra này mà còn rộng ra thế này. Thì chúng ta thấy là cái độ mà phủ của nó là nó đã rộng hơn, mà tức là cái màu xanh của Ukraine kiểm soát thì nó rộng hơn. Tuy nhiên cái Bát Múc này thì nó lại thuộc về cái là Nga quản lý, Nga đang giữ, nhưng mà từ cái chỗ đó thì chúng ta mới thấy có những cái vấn đề nó bộc lộ ra. Đây chúng ta đi vào đây, các bạn thấy là phía trên này đấy, tuy là nó như vậy thôi, nhưng mà chỗ này rất nguy hiểm các bạn nhé, đối với người Nga. Cái chỗ này là hồi xưa là nói là để mà đánh xuống đây đấy, nhưng mà có cái là bây giờ thì nó không đánh xuống đây mà đánh sẽ đánh lên trên này các bạn này.
đấy, lên chỗ Solida đấy, đấy, sẽ đánh lên trên đó. Đây còn phía dưới này thì chúng ta thấy hồi xưa là nó bò vào đây mà bây giờ nó toát xuống dưới tới này luôn, toát tung xuống dưới này luôn. Đấy, các bạn thấy để thấy cái tình hình nó không phải là ấy đâu, xuống dưới này luôn này các bạn này. Đấy, thì có thể nói là nó toát rất rộng, mà nếu mà càng rộng bao nhiêu thì nó rõ ràng là cái vấn đề mà bao phủ nó sẽ rất khó bao nhiêu. Còn cái thung lũng chết là nó chính là cái chỗ Cromora này. Đấy, đi thẳng ra cha xuất ra rồi bắt đầu là thẳng xuống Ivanovsky thung lũng chết. Đấy, mà đặc biệt là cái khu này, đặc biệt là cái khu này. Đấy, là nó là thung lũng chết, tức là cái chỗ này là nó là rất là trống, tức là các đỉnh cao xung quanh là đánh vào cái khu vực này. Đấy, còn cái cầu ở đây thì bị cháy này, cái cầu ở đây bị cháy bị sập. Thế thì chúng ta thấy là hiện nay Cromova không biết tại sao là theo tôi được biết ấy, thì quân Ukraine cũng không nằm đây. Đây tôi bấm thế này là các bạn biết được quân Ukraine ở đây thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta bấm đây ấy, thì là đây là quân quân Nga. Đấy, các bạn, thế thì đây nó lại là vùng xám, nó là vùng xám hết rồi. Thế là Cromova nó thành vùng xám vùng đang tranh chấp, thì tất nhiên là khu này thì chúng ta thấy là toàn cái súng, tức là cái gọi là cái vũ khí của Nga, thì tức là Nga đã chiếm đóng các khu vực này, kể cả Cromova. Nhưng mà tại sao mà cái vùng mà kiểm soát thì nó lại với giáp với Bakhmut thì nó lại không có, tức là nằm riêng ra ở cái khu vùng xám. Và cái chỗ mà giáp ranh với Bakhmut thì chúng ta thấy là có một lực lượng Nga đang đứng đây. Đấy, và đường này cũng đang đứng đây, cái chỗ này là để tránh cái trên kia nó ép xuống đó các bạn. Đấy, thì các lực lượng này thì đang chạy ra rồi, bên Ukraine thì đang ra. Thì chúng ta biết là cái người ta chạy khỏi cái thung lũng chết để mà người ta đi ra các cái phía ngoài này. Đấy, đặc biệt đi ra tràn xuống ra. Đấy, tất cả cái đấy. Còn cái một số thì tấn công ở trên phía cái sườn phía trên thì là vẫn là tấn công của các bạn nhá, tức là không liên quan gì bắn mốt. Đấy, các cái dưới này cũng thế này, đang tấn công xuống dưới này, cái sườn phía nam và sườn phía bắc thì họ vẫn đang tấn công. Trong khi đó thì quân đội Nga vẫn đang truy kích các cái chỗ ngoài này, đi ra tới ngoài này luôn. Còn cái khu vực này là để mà coi cũng chấn xuống dưới đây để bảo vệ cái sườn phía nam. Thì hiện nay là các cái khu vực này như thế. Thế còn cả một cái khoảng trống này thì các bạn biết là bây giờ là đang chạy hết về phía trại xuất gia. Để trại xuất gia này các bạn này. Còn Cromova, chúng ta đọc suốt các cái này thì chúng ta biết hết được cái vị trí nào rồi. Còn đây là Ivanovska. Đây là chúng ta xem đấy. Thế thì hiện nay thì ông Prigozhin tuyên bố là ngày 25 tháng 5 này ông sẽ rút về đâu chưa biết, nhưng mà trước hết là nghe nói rút về phía nam, sau đó là sẽ qua cầu Crimea về Krasnodar, cái nơi mà huấn luyện đấy, cái chỗ mà cũng nghĩa trang luôn đấy các bạn. Cái nơi huấn luyện cách nơi nghĩa trang cũng khoảng mấy cây số rồi. Đấy, thì về đấy để coi như là tu bổ sức khỏe cũng như là để tái, tức là bố trí lại lực lượng và có thể tuyển thêm quân để mà chấp nhận nhiệm vụ mới. Thì trong cái khoảng thời gian này có thể nói là cái thời gian đang ngưng nghỉ, nhưng mà nghe nói là Ukraine đã phản công một số nơi rồi. Đấy, trong cái lúc mà người Nga đang tự mãn, đang coi như đang say sưa với chiến thắng này, thì hiện nay là đã bị tấn công ở trên khu vực phía trên này. Bây giờ chúng ta đi lên phía trên này thì chúng ta sẽ thấy, các bạn nào rảnh là chắc các bạn biết là tôi đang muốn nói ở đâu, tức là chúng ta đi lên cái chỗ Solida. Solida cái nào phải nhỏ chút đấy. Thì đây là các bạn biết là coi như là đây là Bakhmut, là Arkhipovo. Mà bây giờ nếu mà muốn đi lên trên Solida đây thì là từ đây, sao thế? Từ đây mà đi lên Solida đây là 15 cây. Mà cái khu Solida này là cái khu mà được giải phóng là hồi tháng 1 năm nay, mà có thể nói cũng tốn kém rất là nhiều. Thì mấy ngày nay là cái quân đội của Nga đang cố gắng là coi như là hỗ trợ cái phía đằng này, nhưng mà có thể nói là lực lượng của Ukraine người ta cũng đang phá vỡ các cái khu này, có thể nói là rất là nhanh. Anh thấy nó toát ra như thế này là các bạn biết rồi. Đấy, nhưng tôi cũng vẽ lại thế thôi, chứ còn nó như này, trước đây nó như này. Đấy, thì bây giờ chúng ta thấy nó to ra như thế này, thậm chí ra tới đây rồi. Đấy, tức là cả một cái vùng đất này là rất lớn các bạn nha. Hồi xưa nó thế này thôi, bây giờ toát lên trên này
coi như là cái vùng này là cái vùng là bên Ukraine người ta đã lấy lại được đấy, toát ra như thế này, còn phía dưới này nữa các bạn này. Thì như thế là cái lãnh thổ thì ngay Ukraine đã chiếm được nhiều hơn đấy, nhưng mà và người thì tất nhiên là tổn thất cũng nhiều hơn đấy. Nhưng mà cái Nga nó cần nhất cái biểu tượng đó là chính là cái Bakhmut thì cũng đã thành công, nhưng mà tuy nhiên là bây giờ là đang có cái sự mà gối đầu giữa các lực lượng, mà ngày hôm nay 22 thôi là 25 rút, mà lần này có thể ông nói đúng rồi chứ không phải là như lần trước mà ngày 10 tháng 5 rút mà lại cuối cùng không rút, là vì lý do nọ vì lý do kia. Thì ông Prigozhin hiện nay là ông đang rất là lo, bởi vì là cái hẫm cái sườn phía Bắc và sườn phía Nam này cộng thối với các cái lực lượng của Ukraine là hiện nay người ta cũng đang phía trên này họ xuống nữa đấy, họ đang xoáy vào các cái khu vực như thế này và cái chỗ Soleda là người ta kết hợp với các cái cánh quân ở dưới này đánh lên. Có thể là không đánh vào Bakhmut nữa, có thể là không các bạn nhé, có thể không đánh vào đây, rồi các cái lực lượng ở phía này người ta cũng lên Bakhmut luôn, lên Soleda. Cái Soleda bây giờ hiện nay đang là điểm nóng, tôi đọc các cái tài liệu thì có thể nói Soleda là sắp tới là rất là căng đấy các bạn, tức là người ta cắt đứt cái Luhansk luôn đấy, cho nên là nó không phải đơn giản. Thì ông Prigozhin ông đang lo là bây giờ là khi mà đi rồi á, cái lực lượng Nga đến đây là sẽ là không phải là cái lực lượng mà Nga, mà nó là Nga chính quy đấy, tức là Nga được đào tạo, nhưng mà cái loại thiện chiến là rất là ít đấy, rồi những người mà chiến đấu bằng đô thị trong nhà trong phố thì cũng là không phải là rảnh đấy, chính vì thế là ông rất là lo đấy. Nhưng mà bây giờ là cái hồi trước là đúng là chưa giải phóng vào ngày 21 tháng 5 đâu đấy, nhưng mà có cái là vì nói về cái chuyện rò rỉ về thông tin tình báo rồi bảo là ông là có bắt tay với lại Ukraine rồi báo các vị trí đóng quân nào kia, cho nên tôi nghĩ là ông làm luôn giải phóng luôn cho nó xong, thì đừng có nói về cái chuyện đấy với tôi, ý là như vậy. Đấy là một phần này. Một phần thứ hai nữa là cái vấn đề Bakhmut cũng phải nên giải quyết ngay đi để chuẩn bị mà lo các cái mặt trận khác, chỉ cần lo hoài chỗ này cũng không được. Ngoài ra thì các lực lượng của Ukraine người ta cũng đã rút ra rất là nhiều rồi, chứ không phải là người ta cứ ở hết trong này đâu. Cho nên là thậm chí là người ta quay trở lại, người ta là đánh vào cái sườn trên, đánh vào sườn dưới. Cho nên là bây giờ mà cứ ngồi mà cãi gọi nhau này rất là mệt. Thì hiện nay theo tôi được biết là trong này chỉ có mấy tiểu đoàn thôi là quân chính quy, mà trong đó là tân binh rất là nhiều, những người mà được đào tạo từ tháng 10, tháng 11 năm ngoái, tức là 6 tháng rồi. Thì là bây giờ vào đây thì không giữ được. Còn nếu mà họ mà tập trung họ đánh cái chỗ Soleda này mà thành công thì người ta lấy lại Bakhmut là 30 giây. Tại các cái khu vực này chúng ta thấy rất là hỏng, càng ngày nó càng hỏng, nó hát sâu vào. Nó chỉ tránh cái Klitschka này, là các bạn biết là như hôm qua chúng ta phân tích là nó có cái núi, mấy cái núi nếu mà đi phải đi lòng vòng mới vào được đây. Đấy. Thì cũng có thể là Nga đã bỏ bớt các cái chỗ này, tại vì cái lãnh thổ này nó đồng bằng với này cũng chả có dân, cho nên là thì cho Ukraine vào đấy hay sao, hay là rút, hay là bị họ đẩy lùi, thì chúng ta cũng không nói quyết được cái chỗ đó. Đấy. Thì tất cả mà chỗ mà quân đội Nga hiện nay đang chấn giữ thì đều có những cái phòng tuyến rất là tốt, có khả năng phòng thủ rất là tốt và có những cái điểm cao để có thể sử dụng hỏa lực. Nhưng mà có một cái là khi mà Prigozhin ông nói là quay trở lại ông Prigozhin này, thì bây giờ nếu mà trong trường hợp mà Nga mà không lo hai bên sườn và lo trên Soleda mà bị phá vỡ các cái hệ thống ở đây, thì cái đấy là lỗi của quân đội Nga, tức là của Bộ trưởng Quốc phòng đấy, chứ không phải là của ông đấy. Phá vỡ này nó còn phá vỡ lên trên này nữa các bạn này đấy, trên này là cái chỗ mà trên Sivet, ngang Sivet với chỗ mỏ than này chúng ta nói đấy, Lysychansk với lại Severodonetsk đấy. Đấy, thì ông sợ phá vỡ như thế, cho nên là bây giờ ông là coi như là đổ thừa cho ông là coi như là không dứt điểm được cái Bakhmut, cho nên bây giờ ông dứt điểm Bakhmut rồi, ông giao cho quân đội Nga rồi ông đi. Đấy, tôi nói ví dụ đi, sau này có đổ bể là do Bộ Quốc phòng. Đấy, tôi đã cảnh báo trước rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ cứ say sưa với chiến thắng, cứ nghĩ là mình là thắng là nọ kia rồi, thì bây giờ cái Bakhmut này ai cũng biết là bây giờ nó chỉ là cái biểu tượng thôi, thắng thì biểu tượng thôi, là cái nơi mà hút quân, nơi mà coi như tiêu hao của cả hai bên rất là nhiều, và đặc biệt là Ukraine. Đấy, hôm qua chúng ta xem cái video trước của tôi đấy là tập 90 hay tập 89 hay 90 là nói về cái tổn thất của Ukraine ở đây, là riêng về cái xe tăng và xe bọc thép, các loại xe quân sự không là đã gần 8 tỷ đô. Đấy, chưa nói về 2.700 cái UAV và 27 cái máy bay.
rồi còn quân lính thì còn khoảng 40.000 là coi như bị loại khỏi vòng thi đấu. Còn trong số đó, trong tức là 39.000 ấy, thì trong đó là 23 lính là bị tiêu diệt, còn 16.000 lính ấy, thì 23.000 lính bị tiêu diệt và 13.000 lính là coi như bị thương và coi như mất tích. Đấy, còn trong số đó thì có một số là coi như là nhiều thương binh là được đưa ra cứu ra. Đấy, thì cho nên là loại khỏi vòng chiến đấu ở đây cũng phải 40-50.000 các bạn nhé. Thì cái hồi đó chúng ta nhớ là có cái thời điểm cao nhất là 80.000 quân của Ukraine là tại khu vực này. Đấy, trong khi đó là Nga có khoảng 50.000 quân, trong đó là 30.000 quân là của Wagner và 20.000 quân là của quân đội Nga. Đấy, thì bây giờ cái nỗi lo của ông Prigozhin hiện nay nó đang càng ngày càng hiện hữu, là thấy là cái Soledad hiện nay là nó rất là nguy hiểm. Có lẽ là sắp tới tôi sẽ nói về vấn đề Soledad đấy các bạn, chứ không phải là vấn đề chủ trại xuất gia đâu. Bây giờ chúng ta vào chỗ lại, quay trở lại cái khu vực này. Thế cái chỗ trại xuất gia này hiện nay á, đây trại xuất gia đây là các bạn biết là từ đây là người ta là chạy ra đây hết. Đấy, thì tất cả đều tập trung ra đây. Thế thì cái dân ở đây là bây giờ là Ukraine cho sơ tán hết rồi các bạn nha, đi sơ tán hết về các địa phương khác rồi. Là dân ấy, thì bây giờ tất cả các cái hội trường cũng như là các cái nhà mà nó mang tính công cộng ấy, thì là bây giờ lính của tất cả các nơi từ Bakhmut rút về, tức là rút lui đấy, về lại trong này để mà ở các khu vực đấy. Và bên Ukraine người ta cũng đang xác định là cái khu vực Chasovka này là sẽ là cái điểm tiếp theo sau khi mà quân đội Nga đang sẵn thử thắng xông lên, sau đó là lên Kramatorsk rồi bắt đầu là lên coi như là Slovanskaya. Đấy, thì là như vậy, và thậm chí còn đánh xuống phía Konstantinovka là đây. Thì hiện nay là dân đang sơ tán hết, thì có một số dân không đi, thì chúng tôi cũng không biết là tại sao là họ không đi. Có thể là sau này để làm lá chắn sống, hoặc là số người già là người ta quê hương người ta cũng không muốn đi, có chết tại đây cũng có thể là như vậy. Thì hiện nay là đã sơ tán hết các bạn nha, gần hết chứ không phải là hết. Thế thì cái các lực lượng mà của bên Ukraine rút hết về đây, thì cái, ở đây cái tầm hỏa lực là nó tầm khoảng là 11 cây là các bạn biết rồi, thì là 11 km, thì nó nằm trong cái tọa độ của các loại pháo, thì đơn giản thôi. Đấy, nhưng mà có cái là một số lực lượng là tản mát xuống hai bên. Đấy, đi vào bên sườn đây là các bạn biết rồi, đây này nó vào tới đây rồi. Đấy, còn cái Krishivka đây thì nó vẫn là còn gọi là vẫn là yên tĩnh. Bệnh mà đã giáp tới đây rồi nha các bạn nhé. Đây là nếu mà nhìn rõ mà là các bạn thấy sẽ thấy giáp vào đây nè. Đấy, cho nên là chúng ta là có thể để tưởng tượng là cái các bạn thấy không, tôi đang nháy này, đây là cây này của bên Nga này, bên Ukraine xanh này, bên này này, đấy đó là của bên Nga, để chúng ta tưởng tượng là như vậy. Thế thì cái vùng mà Ivanovka này thực tế là bây giờ nó vẫn còn đang yên tĩnh các bạn nhé, nó cũng không phải yên tĩnh nhưng mà nó chưa bị chiếm như chúng ta dự báo là một vài ngày tới. Nhưng mà cũng biết là tại sao bây giờ lại bỏ cái Kromove, chắc Kromove bây giờ cũng không có quân ta, cũng không có quân địch, tức là cả hai bên đều không có ở đây. Thì bây giờ chúng ta view nhỏ cái bản đồ này lại, thì chúng ta thấy là Kramatorsk nó nằm đây, đây là Bakhmut, đây là Bakhmut Artemov, đây là Kramatorsk, còn đây là Slovyansk. Thì các bạn biết là đây là cái khu vực này là sẽ là cái khu vực mà Nga là sẽ, như hôm qua chúng tôi vẽ đấy, là Nga nó sẽ đánh như thế này. Đấy, tức là sẽ giải phóng cái khu vực Siberia đây. Đây là khu vực này, khu vực Siberia các bạn này. Đấy, còn khu vực này, còn khu vực đánh ra, tức là nó hôm qua tôi chia làm hai, nên là phía dưới Marinka với lại Adipka là nó khác, còn khu vực phía bắc là phải lấy được chuyện này. Đấy, thì trong đó nó có hai thành phố quan trọng để mà giải phóng hoàn toàn khu vực Donetsk ở phía bắc Donetsk. Tức là hiện nay là riêng Donetsk là có hai, chia làm hai mặt trận, một mặt trận bắc Donetsk và một mặt trận là phía nam Donetsk. Đấy, thì chính vì thế cho nên là cái khu này là có Nga có giải quyết được không, hay là coi như là để cho bên Ukraine đánh vào cái chỗ Soledad cái là có thể là phá vỡ cái hệ thống này, là tới Luhansk luôn các bạn nhé. Tức là hiện nay là người ta đang nói là cái tam giác của theo báo đài của Ukraine ấy, là người ta đánh tam giác Soledad, thành phố Luhansk tức là thủ phủ đấy, và Bakhmut là một cái hình tam giác để xoáy vào còn cắt đứt cái Luhansk ra. Đấy là các bạn biết cắt đứt Luhansk với lại Donetsk ra này. Đấy, cái thẳng vào cái chỗ đấy là Severodonetsk, đấy là nó là cái ranh giới này.
thì có làm được hay không thì chúng ta chưa biết. Chứ còn bây giờ mà còn cứ còn đang nhì nhằng cái chỗ bắt bút này là rất là nguy hiểm, thì chúng tôi cũng không biết hiện nay là như thế nào. Đấy, cái phương án là sẽ đánh như vậy. Nhưng mà bây giờ đánh Kramatorsk và Slovyansk thì hôm qua chúng ta đã nói rồi, tức là thời tiết một tuần này, từ nay cho đến cuối tuần là mưa hết ở đây, cho nên nếu đánh đến sẽ không có đánh đâu, chỉ có pháo kích hoặc không kích thôi. Chứ còn đánh bằng xe tăng và các loại xe bọc thép cũng như bộ binh là gần như là khó. Thì cái chỗ mà ông Prigozhin thì theo tôi được biết là Putin có khả năng cho nghỉ ngơi hoặc là cho giảm quân số lại. Mà Putin nói thì tôi tin, chứ còn ông Prigozhin hoặc là ông Shoigu nói thì chúng ta còn phải thẩm định, bởi vì hai người nó có cái mâu thuẫn. Chứ ông này nói cho thì là ông kia nói ông nọ thì cũng bây giờ mình còn mâu thuẫn. Nhưng nếu Putin nói thì chúng ta chắc tin, bởi vì là ông là tổng tư lệnh tối cao, ông là nơi dung hòa tất cả các mối quan hệ, các mâu thuẫn, các chiến trường mặt trận ABC là tất cả là ông nắm được hết. Có các báo cáo bên A, bên B, bên C là ông nắm được hết, cho nên là ông sẽ là người quyết định. Thì có lẽ là cũng có thể là do cái thông tin tình báo mà ông Prigozhin hiện nay có một số cái nghi vấn. Có thể nói là bây giờ nói là đủ thừa cho ông là bắt tay với người nào thì không thể nói thế được, trong khi cái bắt bút là gần xong đến nơi, cho nên người ta có lẽ để xong cái bắt bút cái đã, rồi bắt đầu sẽ từ từ sẽ có những cái bài đối xử với ông, có thể là như vậy. Thì hoặc là về tái cấu trúc lại lực lượng, sau đó là sẽ đưa vào các điểm nóng khác, hoặc là mang một cái tính độc lập hơn, chứ không phải là biết hết các cái lực lượng của Nga khác. Đấy, tức là anh thì bảo anh đánh cái thị trấn đấy hoặc là anh đánh cái làng đấy là anh đánh thôi, chứ anh không cần biết là coi như còn cái này nói phối hợp chúng tôi phối hợp, chứ tức là không biết các lực lượng xung quanh hỗ trợ. Đấy, thì như thế để giảm thiểu những cái nếu mà có cái việc bắt tay. Đấy, nhưng mà theo quan điểm tôi thì không nên bỏ Wagner, bởi vì bỏ Wagner nó rất là quan trọng ở cái chỗ là bây giờ nó mua cái vũ khí của phương Tây, nó mua vũ khí của phương Đông, nó mua vũ khí của ngoài chợ đen Âu Ánh. Thì bây giờ là thí dụ như là mua vũ khí của Trung Quốc mà qua tay của Iran, mà qua tay của bọn khủng bố, ví dụ như thế, thì không thể nói là Nga, Trung Quốc tức là ủng hộ, tức là viện trợ cho Nga, giúp thôi chứ không phải là cho đâu. Thì là về vũ khí Trung Quốc thì nó tránh được cái tiếng đó các bạn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có cái Wagner này thì người dân Nga nó cũng sẽ đỡ bị tổn thất hơn. Tức là tù nhân là chính, mà thậm chí cả nước ngoài người ta cũng đăng ký, và những người nào mà công dân của ngay của Donetsk, ngay cả luôn trong cái khu vực chiếm đóng và kể cả bên nước Nga, nếu cần nhu cầu thì người ta tuyển. Tức tóm lại nó không nằm vào trong cái lực lượng chính của quân đội Nga, thì cái đấy cũng là điều tốt cho quân đội Nga, cho nên người ta, tôi nghĩ theo tôi là nên sử dụng. Cái thứ ba nữa là phải sử dụng Wagner, bởi vì họ là thiện chiến, họ là không sợ chết, họ là những người rất là sành sỏi, bây giờ có thể nói là có khả năng chiến đấu ở các những vùng đô thị. Đấy, mà đây cuộc chiến này là cuộc chiến đô thị thì cứ để cho các đồng chí này, các đồng chí chiến đấu. Đấy, cho nên theo quan điểm tôi là có ba vấn đề đấy về Wagner, thì không biết quan điểm của các bạn thế nào, các bạn cứ phản hồi phía dưới đồng ý hay không đồng ý với quan điểm đó. Chứ nếu mà bây giờ mà thanh lý hoặc là giảm dần và có thể nói là không sử dụng Wagner nữa thì tôi nghĩ đấy là một điều đáng tiếc. Hiện nay là các cái đơn vị của Ukraine là rời về Chasovka là gồm có cái lữ đoàn 77, rồi một số cái tiểu đoàn độc lập, rồi tiểu đoàn 23, cũng như là lữ đoàn phòng thủ 241. Thì trong 1-2 ngày tới là có lẽ là sẽ rời hết khỏi cái khu vực thung lũng chết. Thung lũng chết là các bạn cứ nhớ là cái chỗ mà ngoài Bakhmut, ngoài chỗ Bakhmut, từ Kromeve, Ivanovska cho đến Chasovka là cái chỗ đấy nó gọi là thung lũng chết các bạn nhá. Nó gọi là Dai Valery đấy. Đấy là khu vực này. Nó là thung lũng chết thì người ta rời khỏi cái này trong vòng 1-2 ngày tới. Bây giờ chúng ta đi xuống phía dưới này, đi xuống phía dưới này thì chúng ta thấy là cái khu vực Adipka hiện nay là bắt đầu là đang rầm rộ, đang tiến rất là nhanh, rất là nhiều, thì có thể nói là đã bị bó hẹp lại cái lãnh thổ của bên Ukraine, bó hẹp lại hơn. Ta chắc nhớ hết đây là Novo Bakhmut này, Novo Kalinove này. Đấy, các bạn biết rồi. Còn cái chỗ này là đi ra Berdichi mà tôi hay nói đấy. Còn cái chỗ này đã lấn lên được rồi. Cái thành phố Donetsk thì nằm đây. Cách 8 cây là các bạn biết rồi. Donetsk này, Parovansk này, Nevsk này. Còn đây là Marinka này. Và dưới đây là Babeda. Các bạn nhớ hết chưa? Thì đây, các cái chỗ này là hiện nay vẫn đang giao tranh, nhưng mà đang có lợi hơn cho lực lượng Nga, tại vì cái lãnh thổ nó có vẻ càng ngày càng lớn hơn một tí. Chúng ta đi xuống phía dưới này.
Đây, chúng ta mới nói chỗ đây là chỗ Barbeda này. Còn đây là dưới này là Pudeda. Pudeda này rất quan trọng bạn nhá. Chúng ta đi xuống phía dưới này. Nó mới tối qua bây giờ thì nó cũng không có gì lớn lắm, thì như chúng ta mấy ngày nay chúng ta hay vẽ là như thế này đấy, là cái khu vực này là khu vực là đã đang lấn sang dần đấy. Và tất cả các lực lượng của Ukraine là bây giờ ém sẵn hết đấy các bạn nha, ém sẵn hết là qua tới đây rồi đấy, là chuẩn bị cho phản công đấy. Cái Mariupol này này là hôm qua hôm kia là bị nổ này, bây giờ Berdyansk này, nói cho các bạn biết là cái Mariupol này là cảng, với lại Berdyansk này cũng là cảng, ở đây là biển Azov, nhưng mà cái Mariupol là chủ yếu là nó là thương mại các bạn nhá. Như giống như Odessa đấy. Có một gọi là chút quân sự thôi, nhưng mà cái cảng Berdyansk này, này là quân sự này, là cảng này tức là cái hải quân là người ta đóng ở đây. Và Melitopol là các bạn biết là cảng khu vực này là chúng ta nói suốt rồi. Cái khu vực này nó sẽ đánh để mà nó cắt đứt cái bên này, thì hiện nay bên này là quân đang sang cản sang rất nhiều. Và Melitopol, Berdyansk và Mariupol là đều bị Shadow là đang bắn nha các bạn nhá. Cái loại mà Tom Shadow của Anh ấy là đang bắn trúng rất nhiều các cái vị trí quân sự tại ba cái thành phố này. Đấy, rất là nguy hiểm. Thì bên Nga mà không có cái sự phòng thủ hoặc là có những cái gọi là hôm qua cái tuyến hôm kia cái chỗ tô mắt đây này các bạn này, đấy hôm trước mà ta view vào ta không nhìn thấy, đây tô mắt này cũng đã dính rồi nhá. Tất cả là đánh nát hết các khu vực này, mà dân ở đây thì không còn nữa rồi, các bạn biết là cách đây là một tuần là đã đi hết sạch rồi. Đấy, còn những ai mở lại thì người ta cũng đang nghi ngờ là tại sao anh ở lại. Thì có thể là có một số người Ukraine người ta ở lại, người ta vẫn còn đây mà. Còn ai mà muốn vào quốc tịch Nga thì cho vào ngay, và tất nhiên người ta cũng xét duyệt đấy các bạn. Còn một số người là không chịu sơ tán thì bây giờ là coi như là người ta nghĩ là một là lá chắn sống, hai nó sẽ là cái dạng điệp viên, điệp báo, là nó sẽ có những cái thông tin cho bên phía Ukraine. Đấy, thì hiện nay là có một số pháo kích vào một số nhà dân ở các nọ kia để mà buộc anh phải sơ tán. Thì là không biết là pháo kích là của Ukraine hay là của Nga, nhưng mà người ta có một số tin của phương Tây nói là của Nga pháo kích vào đấy để cho họ phải buộc họ phải đi. Còn những nào mà người nào không chịu đi thì đây là có vấn đề. Đấy, các bạn nha, tình hiện nay nó ở cái chỗ mà Zaporizhia nó có một số vấn đề như vậy. Chúng ta đi xuống phía dưới này. Xuống dưới này đó là Kherson. Cái chỗ Kherson này, riêng cái chỗ này nó cũng có vấn đề các bạn này. Hiện nay là cái đây, cái chỗ này cho to lên tí này. Đây thì cái chỗ này là các bạn biết rồi, tôi đang muốn nói cái gì rồi. Đây là cái đập, đây là cái đập Kakhovka, mà bảo là nếu mà trong trường hợp đấy là sẽ phá đập ấy. Nhưng mà bây giờ là chưa phá. Bởi vì phá là thứ nhất là nó ngập hết dưới, thứ hai nó ảnh hưởng đến cái nhà máy địa hạt nhân trên này, cho nên chưa phá. Nhưng mà chưa phá thì là bây giờ nó lại có cái đường nó đi qua. Đấy là đi qua con đập, nó đập rất là to mà. Đấy, xe tăng đi qua đây được đó các bạn. Tất nhiên xe tăng cái loại mà của Liên Xô cũ thôi, chứ còn là Abraham thì không chắc không qua được. Hoặc là có thể Leopard, Leopard là 60 tấn, 60, 50 đến 60 tấn. Chứ còn ông Abraham của Mỹ là tới 70 tấn, 80 tấn. Thì có lại 5-60 tấn thì cứ đi từ từ, từ ngang một thì đi qua đây, thì hiện nay qua đây tương đối đông rồi các bạn nhé. Đấy, đi qua từ cái con đập này, và một số để đi qua cái cầu Ivanovsky. Đây là cầu, đây còn cái cầu đi qua đây Ivanovsky. Thì cái vùng này là Ukraine lấy lại lâu rồi. Đấy, chúng ta biết là có cái bảo tồn thiên nhiên đây, và cái vùng đây là nói chung là vùng đất hoang hóa thôi, nó cũng không ấy, thì người ta đã lấy lãnh thổ này lấy lâu rồi. Thì mà gần như là Nga là nhường cái trận địa, không phải nhường trận địa mà nhường cái lãnh thổ này cho quân của Ukraine, để sau này như thế nào đấy thì chúng ta chưa biết, sẽ đấu ở đây. Chứ còn nếu mà bên Ukraine mà qua thì là chủ yếu nó qua cái cầu Ivanov này và cái cầu chỗ cái đập Kakhovka này thôi. Nhưng mà hiện nay vượt sông cái chỗ này này, cái bạn này đấy, vượt sông đây là qua đây rất đông, thì nó nằm lên cái chỗ mà lúc này chúng ta vẽ là tức là đã ém sẵn quân bên này, chỉ trở lại phần công thôi. Thì bây giờ Zelensky là nói xong G7 rồi về, nhưng mà bây giờ thời tiết nó lại đang mưa, cho nên là tôi nghĩ là chắc cũng phát động tổng phản công thôi, nhưng mà sẽ tiến chậm chứ không phải tiến nhanh bị lún hết. Nhưng mà có một cái điều này tôi cũng nói luôn các bạn này, nếu mà trong trường hợp ấy, cái này chưa nói F-16 nhá, vừa rồi ở G7 tức là bắt tay nhau lại tiếp tục là bơm thêm 400 hay bao nhiêu đấy, khoảng chưa tới nửa tỷ đâu, là đô la Mỹ tiếp tục cho Zelensky. Thấy như Biden là bắt tay nhau nói như vậy rồi đấy, và hứa là ra cái tin kích 16, cứ gọi leo thang mà, đấy là cái tin kích 16, rồi bắt đầu là có thể là phản công. Nhưng mà theo tôi là ngại nhất là ngại cái
F-16, tại vì đánh trên không mà nó bay lượn mà nó rất là nhiều thì là khó bắn, khó chơi hơn cái hệ thống phòng không tự nhiên căng mình ra. Chứ nếu mà đánh bộ binh, pháo binh, tức là lục quân ấy, thì đơn giản hơn là không quân. Đấy. Nếu mà đánh dưới đất này với nhau thì nó dễ. Cái dàn trận tăng, nghĩa là đấu tăng hoặc là UAV bắn nhau rồi đại bác đánh thì tên lửa thì nó dễ hơn. Thì tôi nghĩ là cái F-16 này sẽ có một chuyên đề về F-16 này. Đấy, nó, tức là đánh giá cái F-16 này đối với cục diện hiện nay tại Nga và Ukraine nó là như thế nào. Đấy, thì tôi sẽ có cố gắng, tôi sẽ làm cái video đấy để coi như để cho các bạn nghiên cứu thêm. Đấy, chứ tình hình cũng là rất là phức tạp. Nếu mà Nga mà coi như là không cẩn thận là tổng phản công này là bên Ukraine người ta có thể là thành công này chứ phải không. Đấy, bởi vì là cái lực lượng Nga bây giờ là hiện nay đang đưa sang cái khu vực Zaporizhia này là khoảng 100-120.000 quân, nhưng mà hầu hết toàn là tân binh hết các bạn nhé, hầu hết tân binh. Với một cái vấn đề nữa là bên quân đội Chechen, tức là Cộng hòa Chechen, tức là Chechnya là đang xuống dưới Zaporizhia này, đang xuống phía nam rồi các bạn nhé, đang không biết tại sao lại đưa về phía nam của Zaporizhia này. Đấy, là khu vực này cho các bạn nhìn thấy, đây là Zaporizhia. Nó đúng là nó hoàng hoàng đấy, nhưng tôi cứ vẽ thế cho nó nhạc đấy cứ vẽ như thế đó. Thì đây là bên Ukraine, bên này là bên Nga. Thì hiện nay là các cái khu vực dưới này là coi như của quân Chechnya đang đóng quân tại các khu vực này, thì cũng không biết là tại sao lại điều hết về đây đấy. Cho nên hiện nay là có hai cái điểm nóng, đó là Solida và phía nam của Zaporizhia, thì chúng ta lưu ý vậy. Thì hiện nay là cái chỗ Vasilivka, cái chỗ cái đập mà lúc này chúng ta nói đấy, là hiện nay là cả một cái lữ đoàn 67 của Ukraine đã vượt qua hết đây rồi nha các bạn nha. Lúc này chúng ta vẽ đấy thì là nhỏ nhỏ đấy, mình nói thực tế đấy, còn cả khu vực này đã qua rất nhiều đơn vị rồi. Còn cái khu vực mà các cái cù lao, các cái đảo nổi mà tức là dưới hạ lưu sông ấy, thì thường nó có cái cồn cát ấy, các thứ, thì hiện nay là nó lại tiếp tục là rất là đông quân Ukraine đây để đi qua luôn. Tại cù lao đi bộ được mà, nó chỉ có một số cái đoạn là có nước thì là người ta sẽ đi bằng xuồng thôi, sau đó lên cù lao là đi bộ lên đây thôi. Đấy, hiện nay là các lực lượng đang sẵn sàng hết rồi, mình chờ Zelensky. Bây giờ chúng ta đi xuống phía dưới Crimea này, thì các bạn biết là cái chỗ này là cái chỗ gọi là Sevastopol, tức là quân cảng. Các bạn nào mà xem quan thì không nói là đây là Sevastopol, tức là nó là thủ phủ. Đấy, nó sẽ có một cái đường đi với nhau. Còn đây là đường Zhangkoy, tức là nó là cái phía bắc mà kêu cũng suốt ngày bị đánh bom, có các kho tàng, đường sắt, đường bộ, tất cả các loại đi đây. Đấy là nếu mà từ Crimea đi qua là đi tới đấy. Đấy các bạn đi đến Kherson. Kherson, còn cái này một đường là đi lên Melitopol, là các bạn biết là Zaporizhia, cho nên chỗ này rất hay bị đánh này. Thì ngày hôm qua là cái giữa cái đoạn mà Simferopol, còn đây là cái sân bay các bạn nhá, sân bay nó thuộc về cái Eupatoria, các bạn cứ nhớ các cái khu vực đấy, các cái khu vực này là hay được biệt danh lắm. Còn cái chỗ này là khu vực phòng thủ lớn nhất giữa bán đảo Crimea và Kherson. Còn đây nó toàn đầm lầy hết, đây toàn đầm lầy hết, thì chỉ có một cái cầu đi qua cái chỗ cái đường này thôi. Còn đây đầm lầy hết các bạn nha. Không phải đầm lầy mà nó giống như là cái phá Tam Giang ở chỗ thường thì Thừa Thiên Huế các bạn. Tức là nó cái chỗ biển nó ở trong là nó nói chung nó ăn sâu vào đất liền ấy, thì nó đã tạo ra những cái đầm cái phá đấy. Đấy, thì cái khu vực này nó là như thế. Đấy, thì vượt qua chỗ này rất khó, vượt qua chỗ này nó là Zaporizhia đây. Đấy, nhưng mà có một cây cầu, cái cây cầu này thì tùy theo cái dạng gì đấy, bên là lợi cho bên nào người ta sẽ đánh cây cầu đấy, sập cầu đấy. Còn riêng cái đây thì đất liền đi qua được từ Kherson qua Crimea được, thì nó là có một cái phòng thủ ở đây là 9 km, có thể nói là phòng thủ răng quỷ đấy các bạn. Nó cứ cái hình tam giác mà toàn cái khối bê tông bằng tam giác rất là nặng là để chống tăng, sau đó nó qua một cái hào tăng, hào mà coi như xe tăng không thể vượt qua được. Rồi rất nhiều cái hệ thống phòng thủ tại đây rất là chắc chắn. Thì cái chỗ này cũng sẽ là sau này là cũng sẽ bị đánh tan nát hết rồi, mìn nữa nhá các bạn nhá, cái khu vực này đấy. Thì hôm qua quay trở lại cái hôm qua cái chỗ này là bị một cái đoàn tàu quân sự của Nga lại tiếp tục là bị chật bánh, tức là bị nổ, nên người ta đánh nổ cái thuốc nổ và cái đường ray, sau đó là đã bị chật bánh, có thể nói hư hại một số cái chắc là xe tăng. Tôi thấy là cái đoàn xe tăng đang chạy
và có các cái xe vận tải, nói chung là các loại xe quân sự, trong đó có tăng và xe bọc thép cũng như là xe quân sự, và tất nhiên là có các hãng xe hậu cần, y tế, cứu thương, thì đi trên cái đoàn tàu rất dài. Một cái đoàn tàu các bạn biết là nó chở hàng thì nó rất là dài, chứ nó không như cái tàu khách. Đấy, cho nên là mỗi lần thiệt hại như thế là rất mệt. Nếu mà đánh nổ mà từ cái xe tăng mà từ trên cái sàn tàu mà đổ xuống, lăn lóc lóc xuống dưới ta luy, thì các bạn biết là nó chắc chắn cũng sẽ hư hỏng. Đấy, cho nên là những cái vấn đề này là những cái chúng ta cần lưu ý. Từ hôm qua là cái kho đạn ở cái chỗ Beria này đã coi như là bị hai kho đạn ở đây luôn các bạn nha, bị công kích, chắc là cũng tên lửa Tom Sado của Anh đã phá hai cái kho đạn đây. Cũng rất là đau xót, bên lực lượng Nga là cũng nói là rất là đáng tiếc. Bây giờ cho nên tôi nghĩ là bây giờ quân lính cũng như là kho đạn hoặc là các kho hậu cần cũng nên rải rác thôi, cả hai bên, bên kia thế, bên này là bên Nikoko, Nikolaev này, rồi những là Odessa này, họ cũng thế, là toàn kho lớn không, mà Nga đánh quả nào quả đánh lớn không, thì bên này cũng bị đánh, nhưng mà hai kho hôm qua Nga nói cũng lớn này. Đấy, cho nên bây giờ đánh sâu vào là về bên hậu phương của phòng tuyến mà, cho nên là những Mariupol, Melitopol đều bị hết. Đấy, cho nên là cái chỗ Bryansk này hôm qua cũng mạnh đánh một cái nhà thờ ở đây nữa, cho nên là chúng có thể nói là có rất nhiều cái vấn đề cái chỗ này, các khu vực này, rồi khu vực Crimea, tất cả bây giờ nó gần như là đang nín thở để chuẩn bị là có những cái cuộc đánh lớn. Cho nên là đây, các khu vực này là các bạn điểm danh lại là Odessa, Mykolaiv là ít cũng được, Kherson, Nikokol, Zaporizhia và Kryvyi Rih, đây là quê của Zelensky. Thì các cái khu vực này là các bạn biết, còn đây là cái khu vực ranh giới của Moldova với lại Transnistria. Có một số bạn hỏi tôi là thế là tình hình mà Moldova nó đang như thế này thì ý là như thế nào, tương lai nó sẽ như thế nào, thì tôi nói là thứ nhất đấy là cái lực lượng của Nga tại đây là không nhiều, trước đây có 1.500 quân thôi, bữa nay thì lên tới 3.000 rồi. 3.000 thì thực tế nó cũng không bao nhiêu đâu, thực tế nó cũng cỡ là như chưa tới một lữ đoàn, nhưng mà ở đây nó có rất nhiều cái căn cứ quân sự của Nga. Đây toàn bộ đây nó đều là quân sự hết, chứ không có nhiều, không có dân ở đây, nhưng mà tức là các cái căn cứ đây thì tất nhiên nó có những kho đạn, kho vũ khí cũng như là hậu cần. Thì bây giờ Moldova thì bây giờ cũng muốn là thành Ukraine thứ hai đấy, với Georgia đấy các bạn, đây có một số là Ba Lan cũng thế, bây giờ muốn thành thứ hai. Thì bây giờ là hôm trước là Ukraine là có những cái bắn vào đây, bắn luôn vào cả Moldova, thì nói là cái lực lượng của Nga là đánh vào Moldova, tức là để mà coi như là kích động cái Moldova để tấn công cái Transnistria này. Nhưng mà Transnistria này là cái vùng đất của Nga ở đây, là không phải dễ gì mà Moldova như trả giải nó chơi. Còn việc các ông đánh nhau, các ông cứ đánh, nhưng mà bây giờ mà nếu mà ông đánh tôi thì có khi là tôi cũng phải bảo vệ, tự vệ chứ. Thì cái lúc đấy là Ba Lan sẽ nhảy vào, Ukraine sẽ nhảy vào. Mà Ukraine nhảy vào thì các bạn biết rồi, thì lúc đó là Moldova sẽ lên được các bạn nhé. Các bạn, nhiều bạn hỏi tại sao Moldova nó là như nào, tôi nói bây giờ không giải gì mà mở các mặt trận phía thứ hai, thứ ba. Bên Georgia người ta cũng đang bạo loạn để mà coi như để mà căng mình ra, Nga căng mình ra phía nam. Đấy, còn phía tây này cũng thế. Thế thì bây giờ là Ukraine là muốn là nhiều cái chỗ mà bị chi phối, giảm cái lực lượng của Nga ra. Đấy, nhưng mà Nga chưa giải gì làm cái chỗ này, còn khi nào cái gì đến nó đến. Bây giờ phải ưu tiên những cái đang trực diện với nhau, đang cái lãnh thổ kia, chứ còn bây giờ cái lãnh thổ mới là Moldova mới đây thì chưa nói đấy. Mà khi mà đã đánh Moldova rồi ấy, thì các đồng chí, các bạn biết là Odessa này thì thôi lên được luôn. Đấy, cho nên người ta tính cả rồi, nếu mà ta vẽ một cái đường thẳng mà từ gọi là Transnistria này hoặc là các bạn mà Odessa đấy mà thẳng lên cái cốt thì nó cũng gần như song song với lại cái là cái Donetsk, các tỉnh miền đông và miền nam, nó gần như song song, là nó cũng có bốn tỉnh, nó theo thứ tự dọc theo bốn tỉnh kia, song song chứ không phải là thẳng nhé các bạn nha, nó gọi song song tương đối. Thì lúc đấy thì Odessa này sẽ xong, mình giải quyết Odessa này á, đây là vùng đất Odessa đây mà xong rồi thì có nghĩa là lãnh thổ của bên Ukraine nó có đến đây thôi. Đến đây thì coi như anh không có biển, mà không có biển thì anh không phát triển được, giống như Lào hay là này, nhưng mà Hungary các thứ là bây giờ là cái kẹt lắm, bây giờ cái gì cũng phải các nước láng giềng hết. Mà ông láng giềng tốt thì ông Lào với ông Việt Nam thì dễ, chứ còn như ông Hungary mà bây giờ muốn ra biển là phải đi qua ông Ukraine thì rất là khó.
Đấy, bên Hungary nó chỉ có một cái hồ lớn nhất là hồ Balaton thôi, chứ còn không có chỗ nào mà nhiều nước hết, mà đặc biệt biển là không có luôn, còn Cộng hòa Séc cũng không có biển luôn. Đấy, cho nên Cộng hòa Séc nó có một cái hãng ô tô rất lớn là mang cái tên Skoda, tức là đáng tiếc, tức là một đất nước không có biển, cho dù là tương đối giàu có. Cho nên chúng ta thấy biển rất quan trọng. Nhưng mà nếu mà cái Odessa này á, mà nó thuộc về Nga, cái Odessa này tôi nói với Kharkov là nó là cũng là dân Nga rất là đông các bạn nha, đông lắm. Cho nên bây giờ là coi như nếu mà gây sự là sẽ lấy luôn cái vùng đất này là cho nó yên. Đấy, coi như là rồi bắt đầu cái vùng này là bắt sẽ làm ranh giới, sau khi mà ký hiệp định là thẩm làm ranh giới riêng ra. Tức là ông này cách ông này là coi như đây thí dụ biên giới đây, ranh giới đây thì là cứ mỗi ông cách ra 100 km. Đấy, đó nó gọi là khu phi quân sự các bạn nha. Đấy, khu phi quân sự đấy, bên này rồi bên này là khu phi quân sự, thì cái này là khi mà đàm phán thôi, thì bây giờ là bảo là dừng, bây giờ là không ai muốn ngừng đánh hết, đặc biệt là Ukraine bây giờ muốn tổng phản công phải chiến, là phải lấy lại hết tất cả các vùng đất của Nga mà sáp nhập và lấy lại Crimea. Còn trong khi đó Nga thì bây giờ xin lỗi, chứ bây giờ mà cũng thích cho Ukraine mớm để coi như lấy luôn vùng này, gây sự tính gây sự là bắt đầu lúc đó là đánh luôn, là lấy thì nó hay hơn. Chứ bây giờ mà đang lo cái bốn cái vùng này mà tự nhiên đi lo thêm bốn cái vùng khác và lo Moldova hoặc là Georgia phía dưới này nữa thì nó hơi khó các bạn. Đấy, nó hơi khó chứ không phải là dễ đâu. Cho nên là cái gì nó cũng phải từ từ. Còn bây giờ là nếu mà đánh bây giờ đang lo giữ cái khu vực này, bây giờ đánh ra tới đây nữa thì coi như nó có phải là vất vả. Đấy, quá vất vả đấy. Ngay cái chỗ Kherson này bây giờ cũng đang lo là đánh cái chỗ Kherson này nữa, chứ không phải là các bạn biết rồi. Đấy, thế mà bây giờ mà còn đánh tới các nơi đấy nữa thì nó sẽ giảm cái lực lượng, mà cái lực lượng hiện nay cũng đang rất là không phải là nhiều, không phải là dồi dào. Nikolaev nếu mà đánh thì con Nikolaev là của tỉnh Nikolaev đây, nó gọi là Nikolaev các bạn nhé, hoặc là Mikolaev, đấy là một cái là tên là tỉnh, một cái là thủ phủ. Đấy, còn Kherson thì nó tỉnh và thủ phủ nó cùng tên, hay Zaporizhia cũng tỉnh và thủ phủ cùng tên, Donetsk cũng vậy. Đấy, nó là cùng tên. Còn có mấy cái này thì như Odessa là Odessa, Mikolaev là Nikolaev, ví dụ đó, thì chúng ta thấy tình hình nó là như thế. Còn phía dưới này nhỏ lại cho các bạn thấy này, đây chúng ta nãy giờ chúng ta đang nói chỗ này. Còn Moldova nó có chừng này thôi các bạn. Moldova này lát vế Ukraine sát đây này, sát ra đâu tới ngoài này, nhưng mà cuối cùng bị Ukraine chặn, là coi như là thành Moldova không có biển luôn. Đấy, cái chỗ này sát luôn này. Đấy, các bạn biết là coi như là Ukraine ghê gớm lắm, nhưng mà bây giờ ông Nga này nó cũng còn ghê gớm hơn nữa. Thế còn đây là Georgia các bạn này, đây là Georgia đây nó đã có cái Tbilisi là thủ đô này. Đấy, thì đây là giáp Krasnodar của Nga. Đây nó là có cái dãy núi Kavka, gọi Kavkazơ đấy các bạn. Đấy, nó có dãy núi, thì bên này dãy núi là Georgia, là hiện nay cũng giống như Moldova và giống như Ukraine. Nó giống Ukraine hơn là giống Moldova. Và ba cái đồng chí này đều là Liên Xô cũ hết. Đồng chí Armenia này cũng là Liên Xô cũ này. Rồi đồng chí Azerbaijan này cũng là Liên Xô cũ này. Đấy, nó là như vậy. Thì Armenia thì lại không giáp với Nga, nhưng mà là thân Nga hơn. Còn Georgia này, tức là Georgia này, thì lại giống cái anh Ukraine hơn. Còn Azerbaijan này thì bây giờ là anh lại giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy, đây là Thổ Nhĩ Kỳ to này các bạn. Đây là Hắc Hải Biển Đen. Thì bây giờ là muốn là chơi với Georgia để làm sao mà làm cái đường ống dẫn dầu. Tại hồi xưa mà dân Việt Nam mà qua học ở Liên Xô mà học hóa dầu các thứ, lọc dầu là đều ở Baku đây này, thành phố Baku đây các bạn nhé. Đấy là cái có thể nói là phát triển về dầu rất là nó gần với Trung Đông, mà Trung Đông là đốn dầu rồi. Thế là bây giờ đang kết hợp với Thổ Nhĩ Kỳ là làm qua một cái đường Georgia xuống đường ống dẫn dầu để dẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó để đi các nước châu Âu. Các bạn ở đây Istanbul thủ đô, tức là thành phố lớn nhất này. Hoặc là Azerbaijan phải vòng xuống này, để xuống núi này để vào đất Thổ Nhĩ Kỳ, thì không cần phải qua Georgia, thì đi thì nó lại rắc rối hơn. Nó rắc rối hơn, đi này thì đi dưới biển là nó đơn giản, nhưng mà bây giờ nó khổ cái là cái biển Hắc Hải này là bây giờ nó lại là đang thời chiến, cho nên là bây giờ cũng không ai làm ăn gì ở đây, bay qua bay lại nhiều khi cũng không được nữa, chứ đừng nói ông tới thì ông cũng làm việc ở đây. Đấy, thì cái chỗ bạn Azerbaijan này á, thì Nga bây giờ cũng đang gọi là ảnh hưởng trở lại với Liên Xô. Liên Xô cũ đấy, nó là Liên Xô cũ. Đấy, cho nên chúng ta thấy là ba cái nước Kavka này cũng đang rất phức tạp, nhất là Armenia và Azerbaijan là đánh nhau suốt rồi. Nếu mà có điều kiện là chúng ta view cái chỗ này ra là chúng ta sẽ thấy cái lãnh thổ ở đây là rất là nhìn nhận.
Đấy thì thôi, tình hình hôm nay là đầu tuần, thị trường trước mắt là như thế này các bạn nhé. Có thể là ngày hôm nay tôi sẽ ra một hai cái nào đó để cho nó làm rõ hơn các cái vấn đề mà chúng ta mới bàn, và có những cái gì mà nó phát sinh mới thì tôi sẽ cung cấp ngay cho các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video, cái chắc có lẽ cũng tương đối dài. Và các bạn vui lòng bấm nút đăng ký nếu bạn nào mới xem kênh đầu tiên. Còn các bạn cũ, các bạn gọi là thân thương nhất ấy, thì các bạn cứ bấm cái like cho các. Còn bạn nào mà thân nhất thì các bạn comment, hoặc là có thể tranh luận, hoặc là đưa ra những một số cái gì mà cần phải làm, trao đổi. Cảm ơn các bạn. Bye bye.